Hôm nay thì tiếp tục mình lại nhổ ngó giống dây dâu tây Hana để cung cấp cho khách. Cái khách này thì họ mua có mấy trăm cây thôi, nên là mình cũng quay cho các bạn biết, mình ngoài cung cấp cho các nhà vườn lớn hàng nghìn hàng vạn thì cái vườn ươm của mình đây, cái vườn ươm của mình nó rất là bự và cây đang rất là mướt, cây đang rất là mướt như thế này. Và có một bạn khách ở Hà Nội thì mua 200 cây, hay mình cung cấp cho bạn thì bạn có thể trồng thử, hoặc là bạn nào mới tập trồng thì trồng với số lượng ít chẳng hạn. Thì hôm nay mình tiếp tục nhổ cái bầu này thì cây này cũng khá là khỏe rồi, khỏe lắm rồi đấy, không phải khá mà rất khỏe rồi, rất khỏe rồi. Và trồng bây giờ thì rễ nó đã đâm ra khỏi đến bầu rồi, bây giờ các bạn về là các bạn trồng là ăn luôn. Cây thì mình bây giờ thì chủ yếu là cây cối mình sẽ ship qua xe tải cho các bạn. Bạn nào mà mua số lượng nhỏ quá thì mình thử đi qua đường bưu điện. Đấy, thử đi qua đường bưu điện xem là các bạn có cây nó có ok không. Thường thì cái mùa này thì nó cũng mát rồi, nên cây đi qua bưu điện khoảng 2 ngày thì có lẽ là vẫn ok, vẫn ổn thôi. Nhưng mà bưu điện thì chắc là chỉ ship được vài chục cây thôi, nếu bạn nào đang trong vùng cách ly chẳng hạn. Hôm bữa mình có làm một clip về cách làm giá thể để bầu rồi để ghim ngó làm sao để nhân giống dây dâu tây, thì ở trong cái kênh YouTube này Chimi ấy, thì các bạn có thể tìm, bạn nào muốn tìm hiểu về cách ươm bầu cũng như nhân giống cây dâu như cách mà Chimi đang làm thì các bạn có thể tham khảo. Đây, đi một vòng để xem cái vườn ươm của mình nhé. Đây, cái vườn này là cái vườn mà mình ươm, mình trồng cây bố mẹ sớm nhất. Trồng mình sớm. Cái thời tiết ở Mộc Châu thì nó mùa hè rất mát mẻ, nó phù hợp. Đấy, nó phù hợp với việc là ươm ngó làm giống dây dâu tây. Nhưng các tỉnh mà các vùng đất mà nóng hơn thì làm giống nó cũng được, nhưng mà là muộn nên nó cũng sẽ ảnh hưởng đến mùa vụ cây trồng. Mà chắc chắn là cái chất lượng giống những cây thì mình không rõ là các bạn làm tốt sao, nhưng mà ở đây thì mình cảm thấy ở vùng đất là Mộc Châu này đang cảm thấy là khá là phù hợp để làm giống cho vụ hè, để cung cấp cho các bạn có thể trồng vào tháng 9, tháng 10. Cây nó mướt như này mà. Ok, các nhà vườn nào mà cần cung cấp số lượng lớn thì yên tâm. Đấy. Ai mà đặt cọc mình trong tháng cuối tháng 8 này, hoặc tháng sang tháng 9 mà mình cung cấp thì vẫn ok, mình có đủ số lượng. Ai đặt cọc rồi thì yên tâm, mình sẽ cung cấp. Còn bạn nào mà chưa có nguồn giống, chưa có nơi cung cấp thì liên hệ trực tiếp với nông trại Chimi nhé. Số điện thoại thì mình để trong cái phần mô tả. Các bạn nào mà đang chuẩn bị tập trồng hoặc là trồng mới quy mô nhỏ thì mình có thể hỗ trợ về cái kỹ thuật trồng, tư vấn kỹ thuật trồng cho các bạn, rồi chỉ cho các bạn chăm sóc làm sao, phân bón thế nào, thuốc bảo vệ thực vật sao để cho các bạn có thể thu hoạch được. Đấy, số điện thoại thì mình để ở phần mô tả nhá. Ai quan tâm về giống, hay quan tâm về giống dây dâu tây Hana hoặc là Tochi Otome đấy, đó, thì liên hệ với mình, nông trại Chimi Mộc Châu nhé.